Tất cả các bạn, xin giới thiệu các bạn, tôi luôn đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato các bạn nhé. Thế giới thiệu các bạn, tôi đang nhà anh Nam ở khu vực Yên Phong, Bắc Ninh để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà. Mà ở đó thì sẽ phải kết nối được với ngôi nhà cũ này, tạo thành một khuôn tổng thể các bạn nhé. Đấy, căn nhà mới anh sẽ xây 2 tầng. Thế căn nhà cũ này sẽ sát, xây nhà mới sát bên nhà cũ này. Đấy, mà cái nhà cũ này thì ngày xưa kết cấu anh làm bằng móng gạch hết, móng gạch xây tường gạch nhá. Đấy, chục năm rồi. Đấy, cũng đất thổ. Đây là anh Hóa và anh Nam đang thống nhất cái kích thước của thổ đất các bạn ạ. Đây. À, anh Hóa hiện tại đang là giám đốc của công ty chúng tôi về khảo sát trực tiếp hiện trạng của nhà anh Nam các bạn nhá. Chúng tôi đo từ nãy giờ hơn một tiếng rồi để khảo sát một cái nhà làm sao cho nó được chu đáo nhất. Các bạn nhé, anh Hóa đang trong quá trình làm việc. Anh dùng máy đo laser để anh đo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.